Chào các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến, và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu bếp cũng như là lò nướng và máy hút mùi đến từ thương hiệu Dudok London ha. Thì các bạn có thể thấy thì thương hiệu Dudok London là một thương hiệu đẳng cấp và đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Thì bây giờ thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu mẫu bếp có mã số đó là IVF5B. Thì đây là bếp điện từ 5 vùng nấu với tổng công suất là 10.800W và có kích thước khá lớn, đó là 900 x 520. Thường thì những mẫu bếp này sẽ phù hợp với những gia đình đông người và cũng như là không gian bếp lớn hơn một xíu. Thì các bạn có thể thấy thì vùng bếp được chia ra rất là nhiều, hai vùng bếp nhỏ, một vùng bếp lớn và hai vùng bếp nhỏ bên này. Đây, ở đây thì sẽ có phía công tắc để mà chúng ta kéo để mà chúng ta điều khiển rất là đơn giản. Và một điều đặc biệt của cái bếp điện từ này đó là chúng ta có thể kết hợp vùng nấu, có nghĩa là nếu như sử dụng chảo lớn thì chúng ta có thể kết hợp hai bếp này lại với nhau hoặc hai bếp này lại với nhau, vô cùng tiện lợi. Thì hơn nữa, một điều mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Dudok London đó là kính cường lực chịu được nhiệt độ cũng như là cường lực áp lực lên rất là cao. Và hơn nữa thì kính này được sử dụng bởi Eurocera. Thì đây là một thương hiệu chuyên sản xuất kính rất là nổi tiếng ở Pháp. Thì như vậy thì khi mà sử dụng cũng sẽ hạn chế được cái việc đó là mặt kính bị trầy xước. Hơn nữa thì đây, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì sản phẩm này sẽ được nhập khẩu và sản xuất tại Ý và sau đó được bảo hành 5 năm. Tiếp theo đó thì chúng ta có thể tham khảo cái mẫu máy hút mùi. Thì mẫu máy hút mùi này là mẫu máy hút mùi Hermes. Thì mẫu hút mùi này là máy hút mùi đảo treo cát và có thể tùy chỉnh được độ cao theo nhu cầu của chúng ta. Thì màu sắc của nó đó là inox đây, pha chung với lại plastic. Thì công suất của nó là 720 m³/giờ và độ ồn thì nhỏ hơn 55 dB. Kích thước đó là đường kính 600 x 1300 mm, được sản xuất tại Ý. Thì sản phẩm này có một điều đặc biệt đó là khi mà chúng ta khởi động, không những là có hiện lên màu trắng mà nó còn có thể đổi màu từ xanh, hồng, tím tùy theo sở thích của chúng ta. Thì ở phía dưới này, đây các bạn có thể thấy ở đây là sẽ là công tắc để mà chúng ta sử dụng. Và ở đây thì sẽ có 4 đèn ở 4 góc. Mặt đây, bề mặt ở phía dưới thì sẽ được làm bằng inox. Đây là inox 304 rất là tốt. Thì khi mà sử dụng thì sẽ hạn chế được cái việc bong rỉ cũng như là dầu mỡ bám lên khi mà chúng ta nấu ăn. Việc vệ sinh cũng khá là dễ dàng. Hơn nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng chung với lại lò nướng. Thì đây là lò nướng điện đa năng Diamond. Thì các bạn có thấy dung tích của lò là 65 lít với 10 chức năng nướng khác nhau. Kích thước của nó là 595 x 595 x 575 mm. Sản phẩm này được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và được bảo hành 5 năm. Đây, ở đây thì sẽ có núm bặn để mà chúng ta điều chỉnh đây. Và ở đây sẽ là màn hình LED. Ở phía bên trong, đây các bạn có thể thấy rất là lớn. Đây, rất là dễ để mà chúng ta nấu ăn và sẽ được kết hợp âm tủ. Ở đây thì cũng sẽ có những cái phụ kiện đi kèm như thế này. Đây sẽ có khay đựng rất là tiện lợi. Đây, đóng mở bếp rất là đơn giản. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào link phía dưới ngay nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt